Chính vì vậy mà chủ đề của chương trình hội nghị của chúng ta ngày hôm nay của Sơn Quang năm nay, năm 2019 chính là Cùng đồng hành, đổi mới, thành công. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều cùng với những tràng pháo tay của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng với tất cả quý vị sự hiện diện của các vị đại biểu, khách quý. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Alex Nguyen, Tổng Giám đốc. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Đoàn Tiến Dũng, Giám đốc Toàn quốc kênh phân phối. Trân trọng giới thiệu của quý vị, ông Đỗ Anh Tài, Giám đốc kênh dự án. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thanh Bạch Nhung, Giám đốc Marketing. Xin được trân trọng giới thiệu của quý vị, ông Trần Văn Hải, Trưởng phòng Kinh doanh khu vực miền Bắc. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Anh Tuấn, Quản lý Kinh doanh khu vực Bắc Hà Nội. Trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Linh, Quản lý Kinh doanh khu vực Nam Hà Nội. Xin được giới thiệu ông Lê Quang Thủy, Quản lý Kinh doanh khu vực Đông Bắc. Trân trọng giới thiệu ông Trần Vũ Hoàng, Quản lý Kinh doanh khu vực Tây Bắc. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Đào Quốc Hoàn, Quản lý Kinh doanh khu vực Bắc Trung Bộ. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Dịch vụ Khách hàng. Và tất nhiên chúng tôi cũng xin được gửi lời chào đón tới toàn thể những quý vị là cán bộ viên nhân viên của công ty Sơn Toa Việt Nam. Và đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay cũng không thể thiếu được sự hiện diện của tất cả các quý đối tác và những quý vị nhà phân phối đã đồng hành cùng với chúng tôi. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, sau gần 25 năm có mặt tại Việt Nam, bằng sự am hiểu thị trường và thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng, Sơn Toa Việt Nam đã vươn lên trở thành công ty hàng đầu về cung cấp các sản phẩm sơn tại Việt Nam. Và ngay sau đây, để có một cái nhìn thật chân thực và sâu sắc về Sơn Toa Việt Nam, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng hướng sự chú ý lên màn hình và theo dõi một đoạn video clip ngắn. Câu chuyện khởi nguồn từ thủ sinh nước ngoài thật đầu tiên. Trải qua hơn 50 năm, Sơn Toa từ người thái tiên hình trong những sông hồ hạnh phúc. Với vị trí trên 50 năm kinh nghiệm, tập đoàn Toa Hải hiện là nhà hiệu sơn được tin dùng số 1 tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào về sản phẩm của mình với các tính năng nổi bật, bảo vệ căn nhà như nguyên chủ nhật của công trình, giảm thiểu vấn đề ấm lên toàn cầu, tiết kiệm nguyên liệu, làm sáng ngôi nhà. Ý đồ của việc đổi mới sơn không sử dụng gì. Ý đồ trong việc sử dụng hàm lượng và chất lượng đường bay người hệ thống tái hoa màu toàn con vườn những vị trí số 1 tại Thái Lan và Nhật Bản với hơn 5.000 trung tâm tháo bóng tự động. Ngoài ra với hệ thống nhà máy trồng khắp các nước như Việt Nam, Lào, Malaysia, Myanmar, Campuchia, chúng tôi hướng đến mục tiêu trở thành tập đoàn sơn công nghệ số 1 Đông Nam Á. Từ những năm 1990, Sơn Toa đã nhập khẩu vào Việt Nam với các sản phẩm quen thuộc như Sơn Toa Công nghiệp Industrial Anchor, Dầu Bổng và Nisday 8M, Sơn Diệp Green. Năm 1995, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Toa tiếp tục được thành lập với nhà máy sản xuất tại Bình Dương. Công ty có quyền đầu tư vào cơ sở vật chất nhằm phục vụ sản xuất đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Đến năm 2012, nhà máy được mở rộng đến 6 hectare với tổng vốn đầu tư ban đầu 6 triệu đô, đã nâng lên con số 20 triệu đô vào năm 2019. Từ tháng 1 năm 2019, ông Nhan Kim Liên chính thức trở thành tổng giám đốc công ty Sơn Toa Việt Nam với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại và sản xuất, hơn 25 năm trong lĩnh vực phân phối và dự án với cương vị quản lý cấp cao cho các tập đoàn tại Việt Nam, Myanmar, Singapore như Inchaco, Phoenix, Bridgeline. Dưới sự dẫn dắt của ban lãnh đạo có tầm và đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, Sơn Toa Việt Nam hứa hẹn sẽ có những đột phá to lớn trên chặng đường phát triển với thông điệp sơn công nghệ vô cùng sống. Sơn Toa Việt Nam luôn chủ động nghiên cứu và áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao thân thiện với môi trường.
Super Shield bảo vệ 15 năm. Super Shield đưa gạch đi A cộng khử độc không khí. Super Shield đưa gạch đi kháng khuẩn toa sẽ từng liên quan giải đấu kẻ thức. Bộ đôi toàn Nano Shield và toàn Nano Clean chống bất bẩn và kháng khuẩn đến 99.9%. Giống sơn cao cấp và trung cấp, tòa thoải mái làm người với tính năng chui lửa tối đa. Tòa có xí sơn, chống bám bụi, chống tiêu UV, chống nắng mốc, dễ lau chùi. Giống sơn trung cấp và kinh tế, Super Tech Pro, độ phủ cao và rẻ. Sức dầu và sức đặc biệt, sức dầu hồng quất và đàn đình đất, sức tiết với đường bền 10 năm, hoặc sức ánh vàng. Sức dịch huynh và cô đề nhanh phù vào sống tương đẹp dầu mộc tòa T8000 và tòa T5000 cho đủ cao bấm tuyệt vời và tòa Wedding Cup number 3 chống kiểm hóa chống ứng hốc chống thông tối ưu của thế Super Tech Pro tòa Pro Plastic và không có độ bền cao tạo bề mặt đáng nhìn. Ngoài ra con còn sản xuất các loại xương công nghệ nặng phục vụ nhu cầu thị trường, tòa Hemica chống thay ngọt độ bền cao và bấm mắt vượt trội, tòa Roga chống bắp bụi kháng hóa chất. Hơn 20 năm đồng hành và phát triển tại Việt Nam, tòa tự hào đóng góp vào việc tôn vinh các công trình tiêu biểu trên toàn quốc từ các trung tâm mua sắm hiện đại HBC Plaza, Royal City Hà Nội đến các dự án chung cư Hoàng Anh Riverview, Lotus Garden, Hoàng Kim Thế Gia, khu du lịch nhà hàng khách sạn Novotel Đà Nẵng, Hoa Nhơn Kiên Giang, Havana Nha Trang, khu du lịch Đại Nam, Sơn Cước và Đà Nẵng, Vinpearl Nha Trang và các nhà máy có quy mô lớn như TBC, Mall Beverly Hills, Amway, FD Edison với hệ thống sản phẩm đạt chất lượng cao cùng công nghệ tiên tiến, xuyên qua Việt Nam được quy mô du lịch giá cao và nhận được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước như thương hiệu hàng đầu của brand hàng đầu năm, giải thưởng công ty xanh thương hiệu năm của brand 2016, giải vàng của brand hàng đầu 2015-2016, giải thưởng tín nhiệm xanh của 13 công ty về ASEAN. Để đáp lại sự kiện quý báu, công ty đã tổ chức nhiều sự kiện hội thảo chương trình khuyến mại cùng nhiều các cuộc thi nhằm tri ân các ngân hàng giải bóng đá sức khỏe đẹp đồ cấp du lịch đẹp qua du lịch vườn đồng nước Mỹ. Công ty tập trung phát triển sản phẩm nhiều năm qua, xuyên qua Việt Nam còn chú trọng vào các hoạt động thiện nguyện nhằm xây dựng một xã hội Việt Nam tốt đẹp, tài trợ cho quỹ môi trường trẻ em để xây lại các dự án trường học và bệnh viện, tài trợ chương trình xuân yêu thương hỗ trợ bệnh nhi ung thư, chương trình sắc màu tình thương hỗ trợ sơ cứu trường học và các thiết bị. Qua hơn 20 năm nghiên cứu và phát triển, qua từ những đại đại biểu sớm công nghệ với cuộc sống đổi mới và sức mạnh cùng người tiêu dùng Việt, hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn cho những hình ảnh, những câu chuyện tuyệt vời vừa rồi. Thưa quý vị, gần 25 năm có mặt tại Việt Nam, đó là một hành trình không phải là dài đối với cuộc đời của những người đúng không ạ? Nhưng đây là có thời gian đủ để cho Sơn Quang Việt Nam có thể khẳng định vị trí cũng như là thương hiệu của mình trên thị trường Việt Nam. Và trong suốt quá trình ấy, chắc chắn là không thể không nhắc đến sự đồng hành tin tưởng của tất cả quý bạn hàng, các đại lý, các nhà phân phối, các quý đối tác của Sơn Quang Việt Nam để Sơn Quang Việt Nam có những bước đổi mới và đạt được những thành công đáng tự hào như ngày hôm nay. Và thêm một lần nữa, quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho những thành công mà Sơn Quang Việt Nam đã đạt được trong suốt thời gian vừa qua. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Alex Nen, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Quang Việt Nam lên sân khấu phát biểu chào mừng sự kiện ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Xin kính chào quý vị quan khách. Tôi là Alex Nen, đang thiên linh là cái tên tiếng Hoa của người. Các bạn, tôi là người Singapore, tôi sống ở Việt Nam 26 năm rồi. Tôi là tổng giám đốc của công ty Sơn Toa Việt Nam. Xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý vị. Và tôi rất vinh dự được chào đón quý vị tại hội nghị Sơn Toa Việt Nam hôm nay. Với chủ đề cùng đồng hành đổi mới thành công lần này, chúng tôi muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ Sơn Toa trong suốt thời gian qua, cũng như chia sẻ một số định hướng trong thời gian sắp tới.
để chúng ta cùng tiếp tục đồng hành và thành công. Kính thưa quý vị, năm 2019 là cột mốc đánh giá gần 25 năm sân khoa Việt Nam của Đồng Nai với quý đối tác và người tiêu dùng trên cả nước. Đặc biệt là trong năm 2019, dưới sự dẫn dắt của đội ngũ ban lãnh đạo mới, giàu kinh nghiệm và có nhiều đổi mới, cùng sự nỗ lực hết sức mình từ toàn thể đội ngũ nhân viên, chúng tôi đã có những thay đổi trong chính sách thương mại, nghiên cứu giới thiệu các dòng sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ra mắt câu lạc bộ thảo thờ nhằm xây dựng đội ngũ thi công chuyên nghiệp, vân vân. Tất cả trên điều nhằm hỗ trợ đồng hành cùng quý đối tác để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Cũng trong sự kiện này, chúng tôi vô cùng vinh dự khi đón nhận chứng nhận sang Green Label từ Hội đồng Môi trường Singapore cho các dòng sản sơn nước trang trí từ phân khúc kinh tế đến siêu cao cấp của sân khoa Việt Nam. Tại khu trưng bày sản phẩm ở bên ngoài thì quý vị cũng thấy bên cạnh những dòng sơn trang trí, sân khoa còn có những sản phẩm sơn hiệu ứng đặc biệt như toa lốc, toa ma bơ, sơn lốc và phủ trong mỏ như toa Four Seasons Expert, sơn cho gỗ như Woodstain, Fiber Cement, Shield, v.v. Thì tất cả các sản phẩm này thì đều là sản phẩm mới của sơn toa. Năm bằng sơn toa các sản phẩm mới, một số là sản xuất ở Thái Lan, đa số các sản phẩm mới là sản xuất ở Việt Nam. Nhưng mà nếu có nhu cầu vào thị trường, tôi sẵn sàng nhập từ Thái Lan một số để phục vụ cho các nhu cầu của khách hàng. Kính thưa quý vị, cái gốc, cái nguồn gốc của sơn toa là ở đâu, ở nước nào, có biết không? Cái nguồn gốc của sơn toa là ở nước Nhật. 50 năm trước là công ty sơn toa là công ty của Nhật. Thì sơn toa 50 năm trước á, thì sơn toa Thái Lan mới mua hết tất cả các công ty sản phẩm cái công ty sơn toa Thái Lan. Nó mà giống như cái sơn công vị, cũng là sơn công vị rất là của Nhật, thì sơn toa mua lại hết. Cho nên hiện tại á, sơn toa Việt Nam á, chỉ cung cấp cho thị trường khoảng 20% chủng loại sản phẩm so với các sản phẩm hiện có của toa Thái Lan. Cho nên thì cái năm mà Thái Lan thì sân toa là số 1 Thái Lan, nhưng mà vì Thái Lan cái thị trường rất là lớn thì sân toa chiếm hết 50% thị phần của Thái Lan so với cái mảng sân khác nước ngoài. Nhưng mà Thái Lan thì 50 năm ở Thái Lan thì tất cả các loại sản phẩm đó, Thái Lan đã tạo ra rất là nhiều sản phẩm. Cho nên thì Việt Nam đó, thì có thể sử dụng mấy sản phẩm của Thái Lan đó, để cái tiềm năng ở đây trong việc khai thác các sản phẩm mới thì ở đây cái thể từ năm nay tới thì cái sản phẩm sẽ nhiều, cái sản phẩm của Thái Lan sẽ tuôn ra vào thị trường Việt Nam. Nên mà khi mình tăng cái sản phẩm lên á thì tất cả đối tác của mình á sẽ tăng cái doanh số lên để tăng được cái lợi nhuận của mình. Nên mà cái quý vị có biết là ở Thái Lan á mình có toa thạch cao chip sừng thì chỉ có tung loại thị trường Việt Nam, nên mà không phải là sơn thạch cao của Thái Lan. Nên mà sơn toa của Thái Lan chiếm hết 50% của thị phần đứng số 1. Nên mà thạch cao chip sừng toa ở Thái Lan là đứng thứ tư trong thị trường Thái Lan. Cho nên thì ngay sau này thì có rất là nhiều sản phẩm có thể thì phát triển được, và cái thậm chí ở Thái Lan cái nhà máy có sản xuất sơn tĩnh điện, nhưng mà Việt Nam chưa có dùng loại sơn tĩnh điện của toa. Cho nên với những lợi thế và cung cấp sản phẩm đa dạng cho thị trường như trên, sơn toa Việt Nam tự tin sẽ được người tiêu dùng
tin tưởng và lựa chọn sử dụng cho các công trình. Tôi hy vọng rằng xuyên suốt buổi hội thảo ngày hôm nay, quý vị sẽ cảm nhận được thông điệp cùng đồng hành đổi mới thành công này một cách rõ ràng và cụ thể hơn. Và chúng tôi rất mong quý vị sẽ hỗ trợ lan tỏa thông điệp này để chúng ta cùng nhau đạt được những thành công mới hơn. Và trong thời gian sắp tới, với sứ mệnh bảo vệ tổ ấm gia đình Việt Nam, tôi xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc quý vị có một buổi tối thật vui vẻ, vui nặng. Nhưng mà tôi cũng xin nói về hôm nay về thời tiết nhé, rất là có mưa tối và trời mưa và lũ lụt, cho nên đến thì cái điều khác tới trẻ em và khai trương bắt đầu cái hội nghị hôm nay trẻ em, tôi cũng trân trọng cái cảm ơn cái sự tin giá của tất cả quý vị trong hôm nay. Xin cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Alex. Là chặng đường gần 25 năm phát triển dẫn đầu về công nghệ sơn trang trí của Sơn Toan Việt Nam. Và trên chặng đường ấy, thêm một lần nữa chúng tôi xin được nhấn mạnh và tri ân đến sự đồng hành, quan tâm, tin tưởng của tất cả các quý đại lý, quý đối tác và nhà phân phối dành cho Sơn Toan Việt Nam. Và trong khuôn khổ của buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được dành một phần trang trọng để có thể vinh danh quý đại lý, quý đối tác, nhà phân phối đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển bền vững của Sơn Toa. Thưa quý vị, chúng ta sẽ có 3 hạng mục giải thưởng được vinh danh trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng đến với hạng mục giải thưởng đầu tiên, đó là đại lý đã đồng hành, hợp tác, phát triển bền vững cùng Sơn Toa. Trao biểu trưng và phần thưởng tiền mặt dành tới cho các đại lý được vinh danh trong buổi tối ngày hôm nay.
có mức doanh số tăng trưởng cao ở khu vực miền Bắc. Và hạng mục thứ ba đó là vinh danh đại lý hợp tác tăng trưởng vượt bậc cùng Sơn Toa năm 2019. Và thêm một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Xin chúc mừng các đại lý đã được vinh danh trong buổi tối ngày hôm nay trong chương trình hội nghị khách hàng Sơn Toa 2019.